Công ty Bình An xin kính chào quý khách. Xuất hiện phổ biến trên thị trường chăn nuôi hiện nay, máy ép cám viên trục đứng S250 của công ty Bình An sẽ là sự lựa chọn đúng đắn cho các hộ chăn nuôi lớn. Trong video là anh Khánh tại Cổ Đông, Hà Nội đã lên trực tiếp công ty xe máy và thử máy với nguyên liệu là bột cám, ngô hạt và đỗ tương. Máy ép cám viên trục đứng S250 sử dụng động cơ 7,5 kW. Nếu như bà con đã có sẵn động cơ, bên công ty sẽ bán bóc tách giá riêng lẻ. Máy cho nguồn năng suất từ 350 đến 400 kg trên giờ. Ngoài các nguyên liệu trong video, máy còn có thể nghiền ép các nguyên liệu khác như cua, cá, ốc tươi, cùng rau cỏ, bã bia, phân vi sinh thành dạng viên nén. Các nguyên liệu phối trộn chỉ cần có độ ẩm dao động từ 15 đến 20% là sẽ nén được ra viên cám đều, đẹp và mịn. Đối với các hộ chăn nuôi gia đình ổn định, sử dụng nguồn điện 3 pha thì chiếc máy này sẽ là sự lựa chọn đúng đắn để phát triển chăn nuôi, mở rộng kinh doanh sản xuất cám viên đóng bao tại nhà. Thiết kế hiện đại với toa nạp dạng máng rộng, chứa đựng lượng lớn nguyên liệu, buồng làm việc với hệ thống hai quả lô nghiền ép tân tiến cùng cầu hộp số Visai Auto giúp hoạt động của máy được nhẹ tải hơn. Anh Khánh chia sẻ hiện anh đang chăn nuôi khoảng 150 con gà và 30 con lợn, 500 con ngan vịt lớn nhỏ nên sẽ sử dụng mặt sáng 3 ly và 4 ly. Chỉ với các nguyên liệu đơn giản, sẵn có tại gia đình mà giá thành cực rẻ, không những thế còn cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho vật nuôi, sẽ giúp cho bà con nông dân tiết kiệm chi phí, thời gian, nâng cao năng suất hiệu quả. Chiếc máy này sẽ là trợ thủ đắc lực cho các bạn nhà nông. Mua hàng trực tiếp tại công ty Bình An, quý khách hàng sẽ được hưởng chính sách bảo hành máy trong 6 tháng, nhận giá máy niêm yết tại xưởng sản xuất. Vậy tại sao quý vị còn không nhanh tay liên hệ đặt hàng với chúng tôi để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ kỹ thuật trọn đời?